Và cổ thì sau đó thì vừa nói à, bài răng thế nào, bài răng bà chạy đi vùng dậy được như thế này hay là thời điểm đấy em không nhớ rõ vì lúc em hoảng quá em không thể nhớ hết được người cái chi tiết đấy, chỉ nhớ là mình có đồng chí như thôi. Đâm gì không ai đâm rồi gì? Vâng. Đâm nhiều một đâm khoảng bao nhiêu nha? Em không nhớ là như là 2-3 phát thôi, em không nhớ là cụ thể bao nhiêu. Lúc em hoảng quá rồi, trong em sợ em mới kéo chị vào trong góc khuất đấy, thì em mới vào em mở tủ ra thì không có gì, em đấm với chị đi. Thì chị đứng dậy thì em hoảng em chạy ra ngoài. Đâm vào đâu có được rồi? Em không nhớ là đâm vào chỗ nào nữa. Lúc em hoảng. Vào đâu đây nào? Thế là chị này chị chạy ra bên ngoài đúng không? Xong này lôi vào cái gì? Vâng.